Truyền thông tin mừng cho người nghèo, muốn hỏi chị về cái việc mà nhà cầm quyền cộng sản tỉnh Nghệ An đó vừa vừa bắt cái chồng chị là thầy Nguyễn Văn Tĩnh vào ngày hôm qua đó. Chị kể lại cho mọi người biết sự việc này nó xảy ra như thế nào vậy chị? Con có phải kể từ đầu ha à? Kể từ lúc mà cái buổi sáng đó bị bắt nó diễn ra như thế nào thôi. Dạ thì con có thể là kể dài hơn một tí Rồi trước rồi để rồi rồi lắng chị nghe nói đi, mọi chị nói đi. người là cảm thông hơn. Rồi. Thì con đó là kế hoạch là ba nó giàu mấy ngày để đưa con đưa đưa hai con trai nhỏ từ Đồng Tháp để về Nghệ An chăm giùm cho con một tháng để con hoàn thành cái việc dạy dỗ, tại con phải đi dạy xa. Thì 12 giờ đêm thì mới xuống tàu, thì cha con về ngủ bình thường, sáng dậy hơi trễ. Thì lúc sáng thì khoảng 8 giờ con vẫn gần 8 giờ con vẫn gọi chồng dậy để đắng cho con ăn uống để đi lên trường lo việc trên trường, bởi vì cuối năm còn hồ sơ sổ sách giảng dạy là chưa xong. Thì vì dậy trễ cho nên cũng tầm khoảng là có lẽ lúc đó không con đi trường nhưng mà tầm gọi điện không được lúc là khoảng 9 giờ hơn á, từ 9 giờ. Chị nói tiếp đi chị. Alo ạ. Chị nói tiếp đi. Dạ cái máy con nó trục Rồi. trặc tí, con Rồi. giảm là con khoảng tầm từ 9 giờ đến 10 giờ á ba cha là Dạ. không có liên lạc được. Thì sau đó thì có người em bà con là mới gọi điện cho con, thì con cái giờ á là bây giờ em đến cái phòng của anh, em gọi anh giùm dậy giùm, bởi vì lỡ anh ngủ trễ á thì lỡ việc ở trên trường mà mấy bữa đi về trễ rồi, thế là cha con dậy mà em đó đến là không thấy rồi, thì cha con là đi ăn sáng cùng ở ngay là Nghi Phú thành phố Vinh hết cha. Thì khi vừa bước vào quán ăn sáng á, chuẩn bị ăn chứ chưa, thì có lực lượng là nói chung là nhiều chú, con trai của con mô tả là có rất là nhiều chú túm ba, có nhiều chú túm ba và nhét lên xe chứ không ba không có được mời. Với đứa trẻ là nó hiểu, nó nói là phải mời ba mà đây là túm ba và nhét lên xe rồi con chạy theo khóc. Thì người ta con buông lời, người ta nói là ba mẹ phạm tội. Thì con vẫn khóc chạy theo thì họ bỏ lên xe cùng luôn. Sau đó thì người ta cho con sang cái vô cái phòng xong rồi chuyển năng xe khác để đem về quê. Thì tầm khoảng là 30 phút một tiếng gì đó là có công an gọi điện cho ông nội, cho bố của chồng con á, của thầy tên nhé, là nói là khoảng một tiếng nữa thì sang ủy ban nhân dân xã để đón cháu. Thì ông nội mới nói là cháu tôi nó đi với con tôi, mắc mớ gì đưa cháu tôi về đây, thì muốn làm gì thì làm. Thì ông nói qua điện thoại như vậy. Nhưng khi thì nó đưa con về rồi thì ông không sang, nhưng mà mấy bà với cô gì phụ nữ sang thì thấy cháu đói bụng hoảng loạn khóc lóc như vậy cho nên xót con thì đem về liền. Về tới nhà tôi cũng 12 giờ hơn, con chưa ăn cái gì. Còn chuyện của anh Tĩnh nhá, thì có người em hỏi cái chỗ công an, người ta đến thì khám xét nhà ra. Sau khi đó là họ đến cái phòng trọ, họ khám xét, họ lấy đem đi hết điện thoại, máy tính, máy ảnh, có một cái két sắt mà gia đình con cũng để giấy tờ với cha. Nhà con thì không có tiền bạc nhưng mà để giấy tờ học tập gì của chồng, của hai vợ chồng mà con để trong đó là họ bưng đi hết luôn. Một cái máy bay điều khiển của con trai là ba mua sinh nhật cho con thì họ cũng đem đi luôn. Dạ là quà sinh nhật mà con chưa kịp chơi đó, chưa kịp nhìn là họ 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 đem đi luôn đó cha. Xong sau đó thì mình hỏi cái gì người ta cũng không nói. Và cho đến là sáng nay thì ông nội vào là bố ba mới vào thì được đem một ít đồ, người ta nhận đồ để đưa vào thôi chứ trực tiếp không có được gặp con. Họ nói tất cả mọi cái họ đã trả lời ở văn bản, có lẽ ngày hôm nay là người ta đưa về và người ta đã kết án, người ta đã lên luôn đó cha. Rồi ngày hôm nay á, tỉnh Nghệ An có một cái bài báo từ tỉnh Nghệ An nói rằng thầy Tĩnh bị bắt vì phát hành tuyên truyền những tài liệu chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vậy chị là một người vợ thì chị nói gì về chồng của mình và chị
nói gì về cái bài báo mà người ta nói về tội danh của chồng chị như vậy? Thì con là một người vợ, thì người vợ thì cũng được, con mặc dù con không có gần nhưng mà không 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 có ở cùng với nhau nhiều, nhưng con cũng biết được là chồng con là không không có làm điều gì sai hết cha. Có làm điều gì sai đâu, tuyên truyền con nói ví dụ như là trong trường hợp trong trường hợp ví dụ đơn giản chỉ có là ví dụ như là Formosa bị ô nhiễm môi trường thì biết bao nhiêu người dân ở đó là vẫn biểu tình để chống đối, để giành đòi lại cái công lý cho nhân dân cả nước, chứ đâu có phải một người để mà ngừng cái hoạt động hô ra, thì là biểu tình để chống lại cái điều đó, thì con không thấy sai, đâu có gì đâu sai. Thứ hai nữa là ví dụ như cho Trung Quốc mà thuê đất bao nhiêu năm đó thì người dân cũng không đồng ý, thì mình cũng là một người 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 dân của Việt Nam thì anh cũng không đồng ý, thì anh cũng là biểu tình để ngăn chặn cái điều đó, để góp phần ngăn chặn cái điều đó, thì con cũng không có gì sai. Thì tất cả mọi cái còn lại thì ví dụ như anh chồng con là một người giảng viên để dạy âm nhạc, ngoài ra thì thời gian rảnh thì có thể ai có việc gì hay là tổ chức nào có việc gì mà tốt mà cần trong cái khả năng của anh giúp đỡ được là anh giúp đỡ nhiệt tình, quên cả bản thân mình, vì lợi ích chung, vì lợi ích của người khác, chứ không bao giờ anh đặt lợi ích của chính bản thân mình, thậm chí lợi ích của vợ và con cũng không bao giờ anh đặt lên, và con là phải lãnh trách nhiệm là thay cả cho con của con, là thay cả cho chồng con. Vậy thì chị thấy rằng cái việc làm của anh á là có chính đáng không? Dạ con thấy chính đáng á cha, cho nên con mới ủng hộ anh, con mới hy sinh tất cả. Và con cũng muốn làm điều đó, nhưng bản thân con là phụ nữ, con phải nuôi con phải hoàn thành cái việc của con để lo gia đình. Thì con thấy điều đó là hoàn toàn tốt, cho nên con ủng hộ. Rồi. Cái bài báo đó cái bài báo đó thì họ cũng đưa ra một cái mức án giống như thể là đe dọa là từ 3 cho đến 12 năm tù. Giả sử như chồng chị mà đi tù trong cái khoảng cái mức án từ 3 cho đến 12 năm tù như vậy thì chị cảm thấy như thế nào? Thì con thấy là chồng con là người không hoàn toàn không có tội, thì dù 1 năm thì con cũng thấy không xứng đáng, bởi vì anh không làm gì nên tội cả. Từ có nghĩa là con nghĩ là bắt là cũng không đúng nữa, người ta bắt là người ta bắt cóc cái gia, người ta bắt như thế là con đã thấy hoàn toàn không đúng rồi. Và thứ hai là đã nói chồng con là con khẳng định là hoàn toàn vô tội, không có tội gì thì không có hà cớ gì mà con phải đồng ý từ 3 hay là 4 hay 5 cho đến 12 cả. Theo con là con như vậy. Còn người ta có thể làm sai thì đó là mình không thể nào mà mình chống lại được, thì mình phải chịu. Còn lại tất cả thì con nói là 1 năm cũng không xứng đáng, bởi vì chồng con không làm cái điều gì sai. Trường hợp như anh Hoàng Đức Bình đó, trước đây thì anh cũng làm những cái công việc này giống như là thầy Tĩnh, chồng của chị, anh bị kết án 14 năm tù đó. Thì bây giờ có thể là họ cũng dùng cái biện pháp đe dọa để gây cho người dân cái sự sợ hãi, không được lên tiếng với cái việc mà nhà máy Formosa, hoặc là lên tiếng cho bảo vệ dân chủ, nhân quyền, tự do nhân quyền tại Việt Nam. À, nếu như mà chồng của chị rơi vào cái trường hợp giống tương tự như anh Hoàng Đức Bình thì chị nghĩ sao? Thì con sẽ là cũng đứng dậy, cũng bằng mọi cách để nhờ sự lan tỏa của cộng đồng, nhờ cái tầm ảnh hưởng của các cha trong trong lĩnh vực công giáo của mình cũng có giúp đỡ thêm, và nhờ cái tầm ảnh hưởng của quốc tế về nhân quyền là giúp đỡ minh oan cho chồng con được là xứng đáng với những gì chồng con làm, là không có tội. Cho nên con muốn là mong muốn và tha thiết khẩn cầu là các tổ chức là lên tiếng bảo vệ và giúp đỡ. Rồi, rồi. Rồi, cảm ơn chị Tình nha. Chúc chị Tình được sự bình an, tiếp tục tranh đấu để bảo vệ công lý, đòi lại cái sự tự do chính đáng cho người chồng của mình nha. Rồi, Dạ, xin con xin cảm chào. ơn cha. Dạ. Dạ, con chào cha.